Hello, xin chào tất cả mọi người. Chào mọi người đã quay trở lại với kênh Bắc Tài Vlog của mình nha. Và mọi người ơi, hôm nay mình làm một cái clip này là để xin thông báo với mọi người là chính thức chia tay với bến xe miền Đông cũ mọi người ơi. Xe mình chuẩn bị chuyển qua bến xe miền Đông mới. Hôm nay thì cái chuyến hành trình này là chuyến hành trình cuối cùng mình có mặt tại bến xe miền Đông cũ này. Hôm nay mình sẽ quay lại cái bến xe miền Đông mới cho mọi người. Ê, quên quay lại bến xe miền Đông cũ lại cho mọi người nhìn lần cuối nha. Ok, đây đây là cổng số 1, đây là cổng số 1 để xe vô nè mọi người. Còn phía bên đó là cái cổng số 5, cổng xe 5, số 5 là để xe ra đó. Đó, có một chiếc Phương Trang đang ra bến nữa kìa. Phương Trang đã thấy chưa. Đây, bây giờ mình sẽ quay sơ cái bến xe miền Đông hiện tại bây giờ cho mọi người xem nha. Trước mắt mọi người là con vợ nhỏ mình nè. Vợ nhỏ mình đó. Còn đó là cái bãi đổ nữa nha mọi người. Bãi đổ đó. Vợ nhỏ mình đây, gác tài ở đây. Hôm nay là ngày cuối cùng xe mình còn chạy tại bến xe miền Đông cũ này. Là chính thức là xe mình sẽ dời qua bến xe miền Đông mới nha mọi người. Bây giờ mình sẽ đi một vòng cho mọi người tham quan. Đậu kế bên mình là có chiếc Đông Hưng nè, Việt Thắng Phát nè, Minh Nghĩa nè. Nguyên một dãy Việt Thắng Phát luôn. Ở đây có mấy chiếc xe tải đang chở hàng, đang lên hàng. Bây giờ mình sẽ đi một vòng ở đây, một vòng cho mọi người tham quan cái bến xe miền Đông cũ nha. Và khi nào xe mình qua bến xe miền Đông mới thì mình sẽ cập nhật và mình sẽ quay lại cho mọi người xem nha. Đây là những chiếc xe gác tài buổi chiều. Lạc Thiện, một chiếc xe Lạc Thiện. Ở đây là Thành Công. Thành Công chạy Bình Phước. Còn ở đây là xe gì đây? Lê Tấn mọi người ơi. Lê Tấn nè, Hồng Anh nè. Để mình đi một vòng cho mọi người xem nha. Đức Phong nè, Hoàng Tâm nè, quá là nhiều xe luôn. Hôm nay cũng còn rất là nhiều xe chưa đi ra ngoài. Thì cái ngày chính thức mà bến xe miền Đông này dán thông báo là ngày 11 tây, là dời tất cả 15 tỉnh. Hello. Đúng ngày 11 tây thì dời tất cả là 15 tỉnh thành dời ra bến xe miền Đông mới. Những chiếc xe mà miền Tây như xe mình, xe Bến Tre, Đồng Nai, Vũng Tàu đồ cũng dời ra bến xe miền Đông mới luôn mọi người ơi. Ở đây nguyên một dãy xe nè, Hùng Tiến nè, Chính Nghĩa nè, Thanh Huệ nè. Thôi bây giờ mình đi vòng lại đi. Đi vòng lại đi, quay một vòng lại đi. Pháp Đấy, bến xe Đức Cơ. Ở đây thì xe Toàn Thắng nè, Phương Hồng Linh, một chiếc Hồng Hải đang ve vô. Đây là cái clip cuối cùng mà mình còn quay tại bến xe miền Đông. Hoàng Long. Một chiếc Bình Tâm kìa, 22 phòng đó. Thì cái dự án mà cái bến xe miền Đông mới này á, dời bến xe miền Đông cũ qua bến xe miền Đông mới thì cũng khá lâu rồi mọi người. Nhưng mà hiện tại tới bây giờ mới chính thức dời được.
một chiếc Hoàng Lâm 29 chỗ Samco. Rất là nhiều xe luôn ha, hai mọi người. Giờ mình sẽ đi vòng vô đây nữa. Đó. Đây là cái dãy A. Những cái dãy kiosk mà người ta bán cà phê, bán nước, nhận hàng hóa, những cái nhà xe nó mướn chạm nhận hàng hóa. À, ở đây nguyên một dãy xe nữa. Mọi người đi thẳng là sẽ ra cổng bến xe miền Đông. Bây giờ mình sẽ đi thẳng ra ngoài rồi mình đi vòng vô nha. Lội bộ nó mệt thiệt đó chứ. Ai thấy mình cầm camera quay người ta cũng thấy lạ hết trơn á mọi người. Đây là cái dãy này là cái dãy A. A9, A10, A11. Nguyên một dòng xe giường luôn mọi người. Thì công ty mình là chính thức là sẽ chạy bến xe miền Đông mới. Thì sẽ nhận khách từ Bình Phước, Sóng Thần, rồi Dưa, Suối Tiên, Đại học Nông Lâm và bến xe miền Đông mới. Bến xe miền Đông mới thì nó nằm Suối Tiên nha mọi người. Đó là cổng số 5. Bây giờ mình sẽ đi vòng vô. Đi vòng vô mình quay một vòng cái dãy xe này cho mọi người xem nữa nè. Đây là chiếc Minh Quốc nè, Phúc Lộc nè. Quá trời nhiều xe luôn. Đi một vòng cái này dám một tiếng đồng hồ mới xong á. Hòa Phát nè, An Phát nè. Chiếc này là chiếc gì đây? Phúc Hậu. Rất là nhiều hãng xe luôn mọi người. Xe mới không luôn. Xe mới không luôn. Minh Nghĩa nè, nguyên một dãy. Nguyên một dãy Minh Nghĩa luôn mọi người ơi. Đó, Minh Nghĩa màu xanh nè. Tuấn Tú. Úc Minh. Wow, chiếc Úc Minh đẹp cực kỳ luôn chưa? Cái màu đẹp chưa mọi người? Mình quay hơi ngược sáng chút xíu mọi người ơi. Rồi ok mọi người. Thì có lẽ là mình xin kết thúc video tại đây thôi. Cái video này là cái video mà chia tay bến xe miền Đông mọi người ơi. Chia tay bến xe miền Đông cũ và chính thức là chuyển qua bến xe miền Đông mới. Thì xe mình cũng chính thức là chuyển qua bến xe miền Đông mới mọi người ơi. Rồi ok mọi người, mình xin kết thúc video tại đây thôi. Hẹn gặp lại mọi người video lần sau nha. Bye bye.